360 độ, chiếc đồng hồ hot nhất của Luminox. Nổi bật với tông cam cháy, phiên bản này là đại diện cho tinh thần quyết tâm chinh phục của nhà thám hiểm Bear Grylls. Một trong những yếu tố được chính nhà thám hiểm người Anh lựa chọn cho mỗi chiếc đồng hồ Luminox là sự nhẹ nhàng và bền bỉ. Điều này nằm gọn trong thiết kế mặt số 42mm nhỏ gọn cùng với chất liệu vỏ đồng hồ Carbonox đặc trưng. Đây là chất liệu có đặc tính siêu nhẹ, không gây dị ứng và đặc biệt là bền bỉ trong mọi hoàn cảnh thời tiết. Kết hợp với dây đeo cao su cao cấp, cả chiếc đồng hồ chỉ nhẹ như một chiếc áo thun. Liệu bạn đã sẵn sàng để kiểm chứng điều này?